Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của huyện Mai Sơn phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình ngày hôm nay, phần đầu chương trình sẽ có gương, kỹ thuật viên gương mẫu tận tụy với nghề. Phần cuối chương trình sẽ có phóng sự, phát thanh truyền hình, cầu nối thông tin của nhân dân vùng cao Mai Sơn. Sau đây nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với đài truyền thanh truyền hình huyện Mai Sơn từ năm 1996, nay là trung tâm truyền thông văn hóa huyện Mai Sơn, anh Vũ Minh Trường là một kỹ thuật viên luôn năng nổ, nhiệt tình, gương mẫu trong công việc, là sợi dây gắn kết giữa các thành viên trong bộ phận kỹ thuật. Anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo tin yêu, đồng nghiệp quý mến. Phóng sự sau sẽ là câu chuyện về anh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khi những tin tức thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Mai Sơn được lên sóng, đồng thời việc tiếp sóng của các kênh truyền hình trung ương được chuyển đi, thì đằng sau đó là hình ảnh làm việc lặng thầm, tận tụy của những cán bộ kỹ thuật truyền dẫn phát sóng của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mai Sơn. Họ chính là những người thực hiện nhiệm vụ ở khâu cuối cùng, truyền tải âm thanh và hình ảnh đến với công chúng. Đặc thù công việc của một kỹ thuật viên trực trạm là làm việc theo ca kíp, không kể ngày đêm, ngày lễ Tết, các kỹ thuật viên trực trạm như anh Vũ Minh Trường luôn bám sát công việc, tập trung cao độ, không để xảy ra sai sót, đảm bảo chất lượng tín hiệu khi phát sóng. Với cái thời lượng phát sóng buổi sáng từ 5:30 đến 7:30, buổi trưa thì từ 11:30 đến 12:00, buổi chiều thì từ 17:30 đến 19:00, với cái khung thời lượng phát sóng này thì cũng trùng với thời gian sinh hoạt trong gia đình. Và hàng ngày thì chúng tôi cũng tiếp xúc với, làm việc với trang thiết bị máy móc phát ở tần số cao nên cũng rất độc hại. Nhưng với niềm đam mê với nghề thì bản thân tôi cùng với anh em cũng nỗ lực hết mình giao trực ca đúng giờ và đảm bảo tín hiệu được thông suốt cùng với các chương trình, tín hiệu chương trình được chất lượng nhất đến với đông đảo bà con nghe đài trên toàn huyện. Là một kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, cùng với lòng say mê nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Tháng 10 năm 2019, anh được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng bộ phận kỹ thuật Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mai Sơn. Bộ phận kỹ thuật Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mai Sơn gồm 14 kỹ thuật viên, hiện quản lý vận hành 2 máy phát, hơn 100 cụm loa FM không dây được lắp đặt ở thị trấn Hát Lót và các xã lân cận. 10 điểm truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin được lắp đặt tại 10 xã trên địa bàn huyện. Với nhiệm vụ phát sóng các chương trình phát thanh của huyện, thu phát lại các chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La, của Trung ương trên hệ thống loa FM và IP phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin của công chúng. Anh phân công giao trách nhiệm cho các cá nhân rất rõ ràng, độ chính xác trong từng chương trình phát, đảm bảo truyền tải các chương trình chất lượng đến với khán giả, thính giả trong toàn huyện. Trong quá trình công tác, anh Vũ Minh Trường đã có nhiều sáng kiến, đề tài chiến sĩ thi đua cơ sở được đánh giá cao, như đề tài thu và tiếp sóng analog truyền hình tỉnh phát lại tại xã Mường Chanh, cải tiến kỹ thuật đường mic cho thiết bị thu phát truyền thanh. Các đề tài được áp dụng vào tình hình thực tế của đơn vị, làm tăng chất lượng hiệu quả các chương trình truyền thanh của huyện. Đồng chí Vũ Minh Trường phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ rất rõ ràng và cụ thể. Đồng chí có mối quan hệ rất chặt chẽ với đồng nghiệp, luôn gần gũi với anh em. Đồng chí là một tổ trưởng, công việc rất là bận, nhưng đồng chí vẫn dành thời gian để quan tâm đến đời sống anh em. Đồng chí luôn khuyến khích anh em là làm việc tốt, đảm bảo tín hiệu thông suốt và mang đến cho khán thính giả những chương trình phát thanh chất lượng. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, mỗi thành viên trong bộ phận đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết trong nội bộ. Là tổ trưởng bộ phận kỹ thuật, anh Vũ Minh Trường luôn tạo sợi dây gắn kết giữa các thành viên với nhau, động viên mọi người trong bộ phận phát huy hết khả năng của mình, sáng kiến ra các đề tài hay để áp dụng vào thực tiễn. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ phận kỹ thuật Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mai Sơn đã phát sóng các chương trình phát thanh của huyện, thu phát lại các chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La, của Trung ương
trên hệ thống loa FM và IP đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra, không để ngừng sóng, lỗi do chủ quan gây ra. Kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của cá nhân anh Vũ Minh Trường. Với nhiệm vụ được giao, đồng chí Vũ Minh Trường là tổ trưởng của bộ phận kỹ thuật. Trong công việc, đồng chí là một người có bề dày kinh nghiệm của đơn vị, luôn năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực tham mưu cho ban lãnh đạo trong công tác quản lý, vận hành hệ thống truyền thanh truyền hình. Trên cương vị là đồng chí tổ trưởng, đồng chí phân công giao việc cho các thành viên trong tổ khoa học phù hợp với yêu cầu công việc cũng như là khả năng của mỗi người. Đồng chí luôn gần gũi giúp đỡ đồng nghiệp tiến bộ, xây dựng cái mối đoàn kết trong đơn vị và xứng đáng là một tấm gương để các thành viên khác trong cơ quan học tập và noi theo. Qua 25 năm cống hiến cho sự nghiệp, nhiều năm liền anh được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đó là phần thưởng cao quý, là nguồn động viên để anh Vũ Minh Trường tiếp tục hăng say lao động, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển truyền thanh truyền hình của huyện Mai Sơn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua hệ thống phát thanh truyền hình đã phát huy vai trò là cầu nối, góp phần nâng cao dân trí, trở thành kênh thông tin quan trọng trong đời sống xã hội của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Mai Sơn. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành phát thanh, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2021 và 51 năm ngày truyền thống ngành truyền hình, mùng 7 tháng 9 năm 1970, mùng 7 tháng 9 năm 2021, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của đồng bào vùng cao Mai Sơn về những ý nghĩa mà cánh sóng phát thanh truyền hình mang lại, tạo nên những chuyển biến đổi thay trong cuộc sống của bà con. Trước đây, gia đình ông Lò Văn Song ở bản Đoàn Kết, xã Mường Bon rất khó khăn. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo của xã. Cũng như nhiều hộ đồng bào dân tộc khác ở xã Mường Bon, cuộc sống gia đình ông Song chủ yếu dựa vào việc làm thuê, cuốc mướn để đắp đổi qua ngày. Cái khó, cái nghèo cứ thế bám giết lấy gia đình ông. Thế nhưng những năm gần đây, bên cạnh những chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, qua sách, báo và các phương tiện thông tin truyền thông khác, gia đình ông Song cũng như nhiều gia đình khác trong bản, trong xã đã thay đổi nếp nghĩ cách làm, học hỏi được nhiều kiến thức kinh nghiệm hữu ích từ các mô hình kinh tế trồng trọt và chăn nuôi. Từ đó, gia đình ông đã áp dụng vào sản xuất, cải thiện cuộc sống, từng bước thoát khỏi cái nghèo đeo bám lâu nay. Được học tập ở trên TV với lại truyền hình Việt Nam, cho nên cũng được gia đình cũng áp dụng khoa học kỹ thuật về cho gia đình như là chăn nuôi, trồng trọt và trồng cây ăn quả. Và như là mình áp dụng xem trên TV là cách chăm sóc cây xoài, như trước mấy năm trước ấy chỉ được 3-4 tấn được cả cái vườn to, thế giờ nhờ mình áp dụng khoa học kỹ thuật mà cách phun này, cách bón này, đúng kỹ thuật và tỉa cành thì mấy năm ngoái chỉ được 7-8 tấn, hơn chục tấn, nhưng năm nay gia đình lại đạt 30 tấn xoài. Nhờ áp dụng được khoa học kỹ thuật thì cuộc sống càng ngày sẽ đi lên ạ. Còn đối với gia đình anh Hàng A Trả ở bản Phiêng Hịnh, xã Nà Bó, những bản tin phát thanh, truyền hình cũng là món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày. Nhờ được tiếp cận với thông tin, những thành viên trong gia đình anh đã có những thay đổi đáng kể từ việc phát triển kinh tế đến việc thực hiện nếp sống xanh sạch đẹp, biết giữ gìn vệ sinh môi trường làng bản. Nhìn nó về lò xây TV ha, mở TV mình. Ngày xưa chỉ biết phát nương làm rẫy, chăn nuôi theo kinh nghiệm. Giờ học được con chữ, lại có báo đài TV để xem và tìm hiểu. Gia đình mình đã biết trồng cái rừng, chăn nuôi con bò, con lợn, làm sao cho năng suất, chất lượng và còn biết nhiều cái hay khác để áp dụng vào cuộc sống. Đối với người dân vùng cao Pá Đông, xã Nà Bó, thói quen nghe truyền thanh trong khi làm ruộng, làm nương cũng đã hình thành từ rất lâu. Đặc biệt, từ khi chương trình phát thanh được phủ sóng rộng khắp, lại càng tạo thêm cho họ sự hứng khởi chờ đợi chương trình lên sóng. Họ nghe truyền thanh không chỉ để giải trí, nắm bắt thông tin về các mặt của đời sống xã hội, dần loại bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, sống ngày một văn minh hơn theo hiến pháp và pháp luật, mà còn tìm hiểu các phương pháp trồng trọt chăn nuôi mới thông qua các bản tin khoa học kỹ thuật được phát sóng. Nội dung chương trình phong phú lại được truyền tải bằng ngôn ngữ của dân tộc mình, nên bà con đều rất hào hứng lắng nghe. Chúng tôi rất thích nghe các chương trình bảng tiếng dân tộc của mình, đặc biệt là chương trình truyền hình VTV5
và các chương trình khác, mặc dù cùng một nội dung nhưng nghe bản tiếng dân tộc của mình thì nó thật hơn và thấy tin tưởng hơn. Qua các chương trình phát thanh thì bà con nhân dân học được nhiều thứ lắm. Đấy, từ đó áp dụng vào khoa học, chuyển đổi kinh tế, cây trồng thì nâng cao chất lượng cuộc sống hơn. Đấy, nghe phát thanh bằng tiếng dân tộc của chúng tôi thì càng thêm yêu quê hương và yêu bản làng của mình hơn. Thông qua việc tiếp cận các hệ thống phát thanh, truyền hình, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số cũng như bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Mai Sơn có thêm kiến thức trong sản xuất, đã áp dụng quy trình canh tác mới, chủ động đầu tư thâm canh, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất chăn nuôi, trở thành nhân tố điển hình trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương. Qua đó khơi dậy trong mỗi người dân ý thức tự giác vươn lên, tương trợ lẫn nhau, xây dựng cộng đồng dân cư no ấm, góp phần đưa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào đời sống, xây dựng cuộc sống ngày một văn minh tiến bộ. Những năm gần đây, nhờ nắm bắt được tình hình của tin tức, thời sự, các thông tin từ báo chí, đặc biệt là các chương trình truyền hình, VTV, VOV, cuộc sống của người dân trên địa bàn đã có nhiều sự thay đổi, tích cực, trình độ dân trí thì được nâng cao. Và đến thời điểm này thì hộ giàu đạt 120 hộ, hộ khá 970 hộ. Nhờ những thay đổi đó mà hộ nghèo hàng năm thì giảm xuống, đến nay chỉ còn 2,46%. Với đồng bào các dân tộc Mai Sơn thì các chương trình truyền hình thực sự trở thành người bạn thân thiết. Bà con xem truyền hình để biết được tin tức thời sự trong nước và thế giới, đồng thời mở mang tầm nhìn về cuộc sống, các phong tục tập quán, làm ăn sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc trên khắp mọi miền của Tổ quốc, tìm hiểu phương thức cách làm ăn của mỗi dân tộc được đồng bào học tập và áp dụng lẫn nhau, tạo nên những chuyển biến tích cực về mọi mặt của đời sống xã hội. Là một thính giả thường xuyên theo dõi cái chương trình phát thanh của VTV và chương trình VOV, thì chúng tôi có nhận xét là những cái chương trình hiện nay đã cung cấp cho chúng tôi nhiều những cái thông tin mà rất là kịp thời và thường xuyên và phát đều đặn trong ngày. Thế và đặc biệt là về cái tình hình phát triển thông qua cái chương trình VTV và VOV thì chúng tôi đã nắm bắt được nhiều những thông tin để định hướng cho bà con trong cộng đồng dân cư phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng. Ở Mai Sơn nói riêng và các tỉnh huyện vùng cao Tây Bắc nói chung, truyền hình ra đời muộn hơn so với các loại hình báo chí khác. Nhưng từ khi khai sinh đến nay, truyền hình đã nhanh chóng chiếm vị trí ưu thế và thực sự là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với đồng bào các dân tộc ở huyện Mai Sơn. Thực sự là nơi hội tụ, sẻ chia cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện nhà. Trong thời gian vừa qua, thì hệ thống phát thanh truyền hình đã phát huy được vai trò là cầu nối, góp phần nâng cao dân trí, trở thành thông tin quan trọng trong đời sống xã hội của người dân trên địa bàn huyện Mai Sơn. Để người dân có điều kiện tiếp cận với phát thanh truyền hình, thì trong những năm qua, thì huyện Mai Sơn đã tiếp nhận 899 đài radio hỗ trợ cho các hộ nghèo, và nhờ thế phát thanh truyền hình càng đến gần với bà con vùng khó khăn. Và cho đến thời điểm hiện tại, thì toàn huyện Mai Sơn đã có khoảng 99% người dân được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam, và có khoảng 98% người dân được tiếp cận với các chương trình truyền hình. Và đặc biệt, trong thời điểm cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19 như hiện nay, thì hệ thống phát thanh truyền hình cũng đã ngày càng phát huy tối đa tác dụng là một kênh thông tin vô cùng quan trọng, không thể thiếu đối với bà con nhân dân huyện Mai Sơn. Thông qua đó đã kịp thời nắm bắt được các cái thông tin về dịch bệnh với nhiều hình thức phong phú, trực quan, sinh động, giúp đồng bào nắm vững được các cái thông tin, chung tay cùng cả nước phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng. Trong sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí hiện đại thì hệ thống phát thanh truyền hình vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, thu hút một lượng khán thính giả rộng rãi. Hệ thống phát thanh truyền hình đã phát huy vai trò là cầu nối, góp phần nâng cao dân trí, trở thành kênh thông tin quan trọng trong đời sống xã hội. Những cánh sóng phát thanh truyền hình vẫn đã, đang và sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu đối với nhiều thế hệ khán thính giả huyện Mai Sơn nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Trang cơ sở của huyện Mai Sơn hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trang cơ sở lần sau.